Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ. Sau khi trốn vào bên trong thế giới bỏ hợp, Thạch Hạo liền sử dụng sức mạnh của Chí Tôn Cốt, ngưng tụ ra một phần thân rồi tiếp tục bỏ chạy. Đám người kia thế vậy tấn công kịch liệt. Trong thời gian phần thân đang cố gắng câu giờ thì bản thể đã âm thầm lẻn đi chỗ khác. Phần thân bị vô số công kích đánh trúng, kết quả biến thành tro bụi. Điều này làm cho cả đám ngạc nhiên. Cho dù bị đánh thịt nát xương tan cũng không nên cả mùi máu tanh cũng không còn chứ. Việc phần thân bị hủy cũng khiến cho Thạch Hạo bị thương. Cậu cảm thấy cứ ở đây thiếu đất thần hòa cũng không e dè gì, phải dụ cho bọn chúng đến nơi khác thôi. Sau khi kiểm tra, đám người kia cũng nhận ra mình bị lừa rồi. Dương Ly biết cậu chưa thể đi xa được nên lên tiếng uy hiếp. Nếu còn không ra mặt thì hắn sẽ giết sạch sinh linh trong phạm vi vạn dặm không chừa gì cả. Cách này quả nhiên có tác dụng, Thạch Hạo phải hiện ra ngoài, thi triển ra côn bằng chân pháp. Đáng tiếc là cảnh giới của cậu quá thấp, ba tên kia lập tức tung chiêu tấn công. Thạch Hạo buộc phải tạo ra một cái khiên che chắn. Sau khi khiên bị đánh vỡ, cậu tiếp tục bỏ chạy. Bọn chúng nhanh chóng đuổi theo, dự định là sẽ dây dưa cho cậu kiệt sức. Vừa bay vừa xả đạn liên tục. Dương Ly vẫy tay điều khiển nước biển dâng lên che chắn trước mặt. Thạch Hạo buộc phải quay xe chạy về phía bọn chúng. Hành động này đúng là ngông cuồng mà. Từng lần nam chính chết chắc rồi, ai ngờ cậu lại vụt qua như một cơn gió. Thạch Hạo dự định sẽ chạy tới thành trì để truyền tống. Vất vả lắm cũng đến nơi. Sau khi được truyền tống đi chỗ khác liền sử dụng mấy lá phù phá hủy đi truyền tống trận. Nơi mà cậu đi tới là Tây Lang Giới, sử dụng một ít hoàng kim dịch để khôi phục thể lực. Vì đã khóa chặt vị trí nên bọn chúng nhanh chóng đuổi tới. Ba người lập tức tiến vào bên trong, vì nhưng vừa đi được một đoạn thì bọn chúng đã cảm thấy nơi này có gì đó khác thường. Ở đây sinh cơ bừng bừng, cây cối tốt tươi. Vốn nên là sản sinh dương khí, vậy nhưng lại có âm khí dày đặc. Đột nhiên phía trước xuất hiện hai con yêu thú đánh nhau kịch liệt, đẳng cấp vô cùng cao. Điều này làm cho bọn chúng càng thêm bất ngờ. Không phải hạ giới không có thần sau, tại sao ở đây lại có nhiều hung thú thần cầm cấp thiên thần tụ tập vậy? Dương Ly nhanh chóng nhận ra đám hung thú này không phải là thực thể mà là chân linh ngưng tụ thành. Cũng không phải là linh thể mà đã nửa thực thể hóa. Nơi đây dường như đã tự hình thành một thế giới, sau này có thể sẽ hóa thành một vùng vĩnh hằng minh thổ chân chính. Bọn họ cảm thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn, lỡ như chọc phải một tên thì cả đám đều sẽ bỏ mạng như trời. Thạch Hạo cứ như vậy phi hành vào sâu bên trong. Cuối cùng cũng đến cái tế đàn con mắt, nhìn thấy Thạch Hạo không bỏ chạy nữa, cả đám cũng khá ngạc nhiên. Bọn chúng cũng nhận ra là cậu dự định lợi dụng hải cốt trên tế đàn, vậy nhưng vẫn không quá để ý tới, bọn chúng quả thực lai lịch bất phàm. Vậy nhưng phần lớn cốt văn bên trên đều đã tắt, chẳng có ý nghĩa gì cả. Thạch Hạo biết đám này kiểu gì cũng động tâm với cốt văn bên trên tế đàn này, nên giả vờ phủ nhận, mình chỉ đi ngang qua đây thôi. Cậu chủ động lao lên tế đàn, tên tê giác lập tức động thủ đánh cho Thạch Hạo bay vào vách núi. Thạch Hạo lần nữa lao lên, vậy nhưng chưa kịp đi tới thì tiếp tục bị đánh sấp mặt. Ba tên kia không chờ đợi thêm liền lao về phía tế đàn tranh giành cốt văn. Điều này vừa vặn đúng ý với Thạch Hạo, cuối cùng thì bọn chúng cũng trúng chiêu. Thấy có kẻ lao tới, con mắt trên tế đàn lập tức chuyển động, nó bỏ phát khí tức mãnh liệt. Cả đám người thấy mùi không ổn rồi nên hô hào bỏ chạy. Thạch Hạo nhanh trí trốn vào bên trong thế giới bỏ hợp, bàn tay xương cốt trên tế đàn lập tức lao ra cử động. Nó nhanh chóng đuổi theo tấn công, ba tên kia chật vật tranh né. Dương Ly lấy ra pháp bảo là luyện hư không, định trốn vào trong đó để lần trốn, may mắn là chui vào bên trong kịp thời. Thạch Hạo đi đến nơi ở của Nguyệt Thiền, ngồi xuống trị thương, lần này gặp kẻ địch quá mạnh rồi. Nguyệt Thiền thì vẫn một mực ở bên trong thế giới bảo hợp nên hoàn toàn không rõ tình hình đã xảy ra ở bên ngoài. Nàng vô cùng thắc mắc, ở trong thế giới này còn có ai có thể khiến cậu bị thương thành như vậy chứ? Thạch Hạo cũng mở ra một hình chiếu để quan sát được mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Luyện hư không lấy tốc độ nhanh bỏ chạy, cánh tay xương cốt một mực đuổi theo. Tuy không bắt được cái lò luyện vậy nhưng cũng khiến cho nó rơi xuống đất. Ba người ở bên trong cũng bị dư chân đánh cho nội thương, bọn họ biết thoát khỏi nơi này sẽ không bị tấn công nữa. Vậy nên điều khiển luyện hư không tiếp tục bỏ chạy, bàn tay kia dường như biết ý định của bọn họ nên chủ động lao tới phía trước đón đường chụp lấy cái lò. Bây giờ tình thế của ba tên này đã là cá nằm trên thớt, chỉ hy vọng là cái lò này có thể ngăn cản được sức mạnh của bàn tay kia. Không bị nó phá hủy là may mắn rồi. Tuy nhiên, uy lực của bàn tay lại quá mạnh mẽ, nó nhanh chóng bóp nát lò luyện hư không, sau đó há miệng hút lấy sinh mạng của ba tên kia. Thạch Hạo và Nguyệt Thiền chứng kiến toàn bộ câu chuyện, sau khi tiêu diệt xong kẻ địch trước mắt, bộ xương cốt liền nhắm vào thế giới bỏ hợp. Nguyệt Thiền nhắc nhở Thạch Hạo mau lấy ra bỏ cốt, dùng để thoát hiểm ở lần trước để dùng. Không muốn bị ăn thịt sống như ba tên kia, nên cậu đành phải nghe lời Nguyệt Thiền. Bàn tay xương cốt không làm gì được đành phải bỏ đi. Thạch Hạo bước ra ngoài, tiến lại gần Dương Ly, hắn ta bây giờ đã nằm bất động một chỗ. Chính vì sự ngông cuồng lúc trước mà bây giờ mới phải nhận kết cục thảm hại.
Thạch Hạo xâm nhập vào thức hải của hắn để thăm dò tin tức. Qua đó biết được, cự đầu các phương thượng giới thông qua huyết tế chi pháp ngưng tụ oán niệm của ngàn vạn sinh linh nhằm đà thông vách ngăn hai giới để đưa bảy thần xuống đây. Trong đó người mạnh nhất đến từ Tiên Điện, tiếp theo là Ngưng Kim Môn. Tên Dương Ly vẫn chưa chết, hắn ta cầu xin tha mạng, hứa vĩnh viễn không hạ giới nữa. Thạch Hạo đâu có dễ dàng tha như vậy, thời điểm hạ giới bọn chúng đã tàn sát vô số sinh linh. Nếu muốn cầu sự khoan hồng thì cầu xin bọn họ đi. Dứt lời liền ra tay tiễn ba tên kia xuống đất mẹ, tới đây thì còn bốn tên nữa. Đáng tiếc là sát cục ở Tây Lăng Thú Sơn này đã bị bại lộ, những kẻ khác sẽ không dễ dàng mắc bẫy nữa. Thạch Hạo đi tới nơi khác, nơi vừa dừng chân từng xảy ra một trận đại chiến. Dưới mặt đất còn sót lại lồng vũ của Tiểu Hồng và Mao Cầu. Ngay sau đó một nữ tử xuất hiện, nàng ta chính là Vũ Tử Mạch. Không ngờ cô ta vẫn còn sống. Vũ Tử Mạch cho biết mình chỉ đi ngang qua đây, chuyện xảy ra ở đây không liên quan gì tới mình. Cậu muốn giết thì cứ giết. Kẻ thù thực sự đã gặp quả báo, cho nên không nhất thiết phải giận lây đến đầu của người khác. Vũ tộc phản quốc, nàng ta cũng không ở trong tộc, chắc không liên quan tới, vậy nên Thạch Hạo không làm khó Vũ Tử Mạch mà thả cho nàng ta rời đi. Vũ Tử Mạch nghe vậy liền mừng rỡ, nàng ta đem tin tức kể lại, hoàng đô Thạch Quốc không sao. Sau khi cầu dẫn ba thần rời đi, Thạch Thành Phong đã tìm tới hai cao thủ, chắc là Mao Cầu và Tiểu Hồng để trợ giúp kháng địch. Không ngờ lại gặp phải cường địch đánh vào hoàng cung. Mao Cầu và Tiểu Hồng dụ kẻ địch tới đây đại chiến, cho nên nơi này mới biến thành vùng hoang tàn như sa mạc vậy. Trước đó rất lâu, Vũ Tử Mạch đã nhìn thấy viễn cảnh Thạch Hạo đứng trong một vùng hỗn độn, tương lai mờ mịt, phía sau lại là một mảnh hư vô. Nàng hoàn toàn không biết điều này có ý nghĩa là gì, chỉ là nhắc nhở cậu, hoặc là cậu không thuộc về lịch sử này, hoặc là cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này. Dù là gì thì Thạch Hạo cũng sớm đã chuẩn bị rồi. Cậu nhanh chóng quay lại Thạch Thôn gặp mặt Thạch Thành Phong để hỏi thăm tình hình của Mao Cầu và Tiểu Hồng. Đi tới nơi thì thấy hắn ta ủ rũ quỳ trước mặt Mao Cầu và Tiểu Hồng. Cả hai đã có một trận chiến khốc liệt. Nguyên khí tiêu hao hết, phải biến trở về trạng thái nhỏ bé, chưa rõ còn sống hay đã chết. Nội dung tập phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhé!